Từ bé đến giờ tôi mới thấy một con ma biến thái tới vậy. Bà ta đề nghị cho cậu trai trẻ bú ti, đổi lại sẽ được thổi một bài kèn. Chỉ nghe thôi cậu trai đã sợ vãi cả amoniac ra quần, không chần chừ nửa giây cậu quay đầu chạy vắt giò lên cổ. Thế nhưng chạy đâu cho thoát, cậu ấy đã bị khọm già chiếm lấy cơ thể và gieo rắc lời nguyền. Tu bo bà chui ra từ màn hình điện thoại, xuất hiện đúng nơi bạn gái của cậu trai đang bị lũ người vũ trụ khống chế. Tuy thân thế khác nhau nhưng độ biến thái giống như một, hai thế lực siêu nhiên chiến đấu để cố giành lấy sắn khoai bỏng bưởi. Ma khọm già vì đam mê nên bị đấm vào mồm vẫn cứ đam mê, đám người vũ trụ thì có lý do cao cả hơn, đó là tìm cách sinh sản như con người duy trì nòi giống. Không bên nào chịu nhường bên nào, có bao nhiêu năng lực đem ra thi triển hết. Nhờ vậy mà cô gái có thời gian thức tỉnh sức mạnh, chỉ khẽ gồng mình đã phá vỡ xiềng xích. Coi kẻ thù giống người yêu cũ, cô ấy tung cú đá hết lực khiến hắn văng thủng tường bay lên trời nổ bay xác. Thế nhưng lời nguyền của cậu trai vẫn chưa được giải, liệu cặp đôi sẽ phải làm dư nào tiếp theo thì mời mọi người xem tiếp video sẽ rõ. Cô gái này vừa đến trường thì bị một thằng côn đồ chặn cổng, hắn đề nghị cô ấy phải cho mình vay tiền, nếu không thì làm nháy trừ nợ, tất nhiên là hết bao nhiêu chi phí nhà nghỉ cô phải lo. Nghe ngứa cái lỗ tai, cô nàng ném cặp xuống đất tung cú sút cực mạnh, tên côn đồ phản ứng mau lẹ đỡ được bằng cả hai tay. Sức như con trâu hắn đạp cô gái ngã, tuy nhiên cũng không dám thừa thắng xông lên, biết đụng phải mắm tôm lên quay người chuồn gấp. Momo vào lớp với bộ mặt đưa đám, dù sao thì tên vừa nãy cũng là mối tình đầu của cô, tuy bẩn tính nhưng được cái cun ngầu, mặt giống hệt Takakura Ken, một nam diễn viên mà cô vô cùng thần tượng. Hai người bạn thân khuyên Momo không lên ảo tưởng nữa, bởi con trai như thế đã tuyệt chủng hết rồi. Tinh thần xuống dưới đáy vực sâu, Momo lết thích bước dọc hành lang, cô muốn ai đó hãy an ủi mình ngay lập tức. Đột nhiên tiếng ồn ào làm Momo chú ý, một anh chàng mọt sách đang bị đám cùng lớp trêu chọc, bọn nó còn định bọc viên nam châm vào giấy ném cho đau. Momo bất thình lình ngồi xuống bên cậu bạn bốn mắt, gương mặt sắc lạnh khiến đứa nào đứa đấy toát mồ hôi. Tiện mùng cô hỏi bốn mắt đang đọc cái gì đấy rồi cầm cuốn sách dở cho có lệ, khi thấy tình hình đã ổn áp mới đứng dậy bỏ đi. Momo cảm thấy cuộc đời này như cái lờ mao, phải tìm chỗ nào giải sờ chết mới được. Lượn một vòng Momo gặp lại cậu bốn mắt khi nãy, toàn thân run rẩy mồm lắp bắp, "Momo-san, cậu thích lắm phải không?" Momo còn tưởng có chuyện hiểu lầm về tình cảm thì bất ngờ bốn mắt khoe bài viết về người ngoài hành tinh. Vốn không tin về mấy cái thuyết âm mưu ngoài vũ trụ nên Momo bỏ đi, thế nhưng bốn mắt vẫn chạy theo thao thao bất tuyệt, cậu ta khẳng định sắp xảy ra đại chiến trong giải ngân hà. Momo nổi quạo thật sự, cô giật quyển sách xuống khỏi tầm mắt, bảo mình đang thất tình nên không có tâm trạng, cái kiểu cuồng tín cố hữu của đám otaku đúng là phiền phức, thế nên mới không có bạn bè đó. Cô cảnh báo bốn mắt đừng vô tư bắt chuyện với mình rồi ngấm nguẩy bỏ đi. Tới chân cầu thang Momo bỗng dừng lại, cô cảm thấy mình có hơi quá lời nên chủ động xin lỗi. Momo quay lại nhặt cuốn sách lên phủi bụi tử tế rồi đưa lại cho bốn mắt, đồng thời tiết lộ dù mình không tin vào người ngoài hành tinh, nhưng thuộc phe tin là có ma quỷ. Bốn mắt nghe vậy cười không ngậm được mồm, lập trường trái ngược khiến không khí trở lên vô cùng căng thẳng. Momo tự hào tiết lộ bà của mình là một linh môi sư, thường xuyên trừ tà giúp những người bị ám. Bốn mắt lập luận mọi việc theo vấn đề khoa học nên cho rằng việc ma quỷ tồn tại thiếu tính xác thực. Momo nghe không phục chút nào, gắt giọng hỏi đều, thế còn cậu đã được người vũ trụ cho leo lên UFO ngồi bao giờ chưa? Cả hai sống chết bảo vệ quan điểm của mình, không ai chịu nhường ai. Sau cùng Momo yêu cầu thách đấu, nếu có ma quỷ thì bốn mắt sẽ phải làm đệ tử sai vặt cho mình. Bốn mắt cũng tự tin đưa ra yêu cầu tương tự, cậu sẽ cho Momo nhìn thấy người ngoài hành tinh. Cả hai chốt kèo và bắt đầu những cuộc thám hiểm tìm kiếm điều huyền bí. Theo địa điểm chỉ định của đối phương, họ phải vào xem xét một mình. Nhìn thấy bệnh viện bỏ hoang, Momo mất đi khí chất thường ngày, chỗ này chẳng hề giống điểm phát hiện UFO. Momo chất vấn bốn mắt qua điện thoại thì cậu ta khẳng định chắc nịch, bệnh viện đó chính là thánh địa của người ngoài hành tinh, nhìn thấy hay không không quan trọng, quan trọng là phải có lập luận vững chắc. Momo chán chẳng buồn đôi co nữa, cô soi đèn tìm đường lên tầng thượng, đồng thời hỏi tình hình bên phía cậu bạn. Vừa hay bốn mắt cũng đã đến nơi, Momo nói không tin vào ma quỷ mà anh chàng vừa bước vừa run. Một âm thanh vọng lại từ phía đường hầm khiến cậu đứng hình, bốn mắt liền trấn an bản thân bằng cách vừa đi vừa hát. Trong khoảng thời gian thám hiểm họ đã tâm sự rất nhiều, khả năng trước đó có đăng ký gói gọi Fuji, chứ không thì tiền nào chịu cho nổi. Momo tiết lộ nhà mình khá lạ, mỗi khi ra ngoài đều làm phép cầu bình an, bởi vậy cô thường xuyên bị đám con trai trêu chọc, điều đau đớn hơn là bị chính bạn nam mình thích mỉa mai. Lúc đó Momo rất giận bà, cô đã không nói chuyện với bà một khoảng thời gian dài. Nhưng rồi cô ấy nhận ra, cả bà lẫn công việc linh môi sư đều đặc biệt nên cô rất thích. Một mình bà chăm sóc nuôi nấng Momo, cô rất tin tưởng bà, và đó cũng là lý do cô tin trên đời có ma quỷ. Momo hỏi bốn mắt lý do tin có người vũ trụ, thì cậu ta ngay lập tức trả lời, mình thích không cần lý do. Chuyện đang xôn bỗng bốn mắt phát hiện dị tượng, phía trước mặt có rất nhiều vết chân bằng máu. Thế rồi một bà khọm già đứng ngay gần đó, bà ta bảo sẽ cho cậu bú ti, đổi lại sẽ cú bu bốn mắt. Cậu trai nghe vậy thì hoảng hốt hên chạy vắt giò lên cổ, Momo hét lớn qua điện thoại bảo cậu bạn phải bình tĩnh, thế nhưng tầm này thử hỏi bình tĩnh kiểu gì. Liên lạc bị ngắt quãng, Momo lo lắng định chạy đi tương trợ, bất ngờ ba thằng người hành tinh Serpo xuất hiện khống chế cô. Ở hành tinh của bọn chúng chỉ toàn giống đực, vì thế mới dùng kỹ thuật nhân bản để tăng số lượng cá thể. Lâu dần phương pháp ấy không còn hữu dụng, buộc lòng họ phải tìm cách sinh sản giống con người.
Nghe bọn chúng nói sẽ nghiên cứu trứng của mình, Momo trở lên hoảng loạn. Cô vùng vẫy liền bị một tên dùng khả năng làm cho mất sức. Chúng thao túng sóng não nhằm mục đích khiến Momo hưng phấn. May thay Momo có một tinh thần thép, cô dùng niệm lực kháng cự đến cùng. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, đám người vũ trụ tạm dừng hành động đồi bại của mình lại. Một tên đến gần thì Tubo khọm già chui ra khỏi màn hình, bà ta ngoạm trúng chạc ba của đối phương rồi quăng hắn dính vào tường. Thì ra bốn mắt đã bị ám, trong lúc này cậu ấy vẫn giữ được một chút ý thức, mồm liên tục kêu Momo giúp đỡ. Đám người vũ trụ thì tỏ vẻ bất ngờ, công nghệ đột nhập qua điện thoại bọn chúng chưa từng biết đến. Nói mồm không có tác dụng, chúng dùng tới vũ lực, đòn lục căn phát ra đều bị Tubo né tránh, vốn thích chuối lên bà ta cực kỳ ghét bọn này, vừa áp sát đã ngay lập tức hạ gục một tên. Tên còn lại có thời gian chuẩn bị, hắn dồn lực tấn công khiến Tubo bay lõm cả tường. Giành thế thượng phong, hắn đưa ra lời đề nghị cuối cùng, hãy giao chuối ra đây rồi ai về nhà nấy. Sức mạnh của Tubo suy giảm khiến bốn mắt lấy lại được ý thức, cậu hét lớn đồng ý vì muốn kết bạn với người ngoài hành tinh. Từ bé đến giờ bốn mắt chẳng có lấy một người bạn, cậu hay hướng lên bầu trời mà gọi UFO. Thế nhưng có gọi bao nhiêu lần thì cũng không ai xuất hiện, con người bắt nạt cậu để giết thời gian, người vũ trụ thì chẳng thèm ngó ngàng, chẳng một ai công nhận sự tồn tại của cậu ấy hết. Nhưng rồi Momo-san đã che chở cho cậu, thế nên đừng có ai động vào cô ấy. Bốn mắt hét lớn rồi gắng sức gượng dậy, vì Momo-san cậu sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ. Thế nhưng tên người vũ trụ đã tấn công trước, hắn từ chối kết bạn với lý do cậu quá hung dữ, hơn thế nữa trong chiến dịch tìm cách sinh sản, bọn chúng ưu tiên nữ nhiều hơn nam. Hắn tiếp tục điều khiển sóng não khiến Momo hưng phấn. Trong lúc vùng vẫy, cô nhớ lại những lời bà dặn, khi thực hành theo quả nhiên có thể phát ra khí, thứ dễ dàng phá nát xiềng xích. Niệm lực của tên người vũ trụ bị đẩy lùi, chakra của Momo đã khai mở, giờ thì cô ấy thật sự tin rằng bà đúng là một linh môn sư. Sau lời cảm ơn đến bà, Momo bất ngờ tung ra cú đá, nhớ tới bản mặt thằng người yêu cũ, cô dồn toàn lực. Kẻ địch xoắn toàn thân xuyên thủng tường bay lên không trung nổ banh xác. Cú va chạm khiến chiếc UFO lộ nguyên hình, Momo thúc giục bốn mắt rời khỏi đây, nhưng cô chưa kịp di chuyển đã bị Tubo khọm già lao đến. Vẫn hết sức, cô ấy dùng niệm lực đẩy con ma văng khỏi vật chủ, bốn mắt quằn quại trong đau đớn, lời nguyền vẫn chưa được giải do khọm già đang giữ cái máy bơm của cậu. Bà ta hẹn Momo ở đường hầm để giải quyết ân oán. Chiếc UFO bắt đầu bốc cháy dữ dội, sau một hồi cho đảo nó rơi trúng tòa bệnh viện bỏ hoang, may mắn là đôi bạn trẻ vẫn chưa đăng xuất. Bây giờ thì Momo đã tin có người ngoài hành tinh, bốn mắt cũng phải thừa nhận trên đời tồn tại ma quỷ. Momo dùng siêu năng lực áp chế lời nguyền để cậu bạn không nổi điên, nhưng đây chỉ là cách tạm thời, để giải quyết vấn đề một cách triệt để, bọn họ buộc lòng phải đánh bại Tubo bà mà. Bốn mắt đứng dậy cởi áo gấp lại gọn gàng như thể di vật để lại nơi trần thế, bởi cậu quyết định sẽ một mình đi tới đường hầm. Thế nhưng Momo đâu thể bỏ mặc cậu ấy, một tay dùng siêu năng, một tay cô đưa lại cho bốn mắt bộ quần áo. Đột nhiên bốn mắt cảm thấy ngại, cậu nhắc nhở Momo che nội thất lại. Momo giật mình và tim đập rộn ràng, có thể do bốn mắt trùng hợp nói đúng lời thoại của thần tượng. Nở nụ cười gượng, cô hỏi tên bốn mắt, ai có ngờ cậu ấy cũng tên Takakura Ken. Momo nghe xong chỉ biết trợn tròn xoe đôi mắt. Cô nàng dễ nảy lên không chấp nhận, bốn mắt quá xấu không thể nào trùng với tên thần tượng. Momo buông tay khiến lời nguyền quay trở lại, khọm ra chiếm lấy cơ thể vật chủ lại đòi cú bu. Trong lúc bối rối, Momo thi triển siêu năng lực, vì lỡ tay nên khiến cậu bạn dính vào vách đá. Nhân lúc này cô nàng mới đặt ra một quy tắc, đó là bốn mắt không bao giờ được nhắc tới tên thật của mình, chẳng còn cách nào khác anh chàng buộc lòng phải đồng ý. Thế nhưng không có tên riêng cũng khó gọi, do bốn mắt thích những điều huyền bí, Momo quyết định sẽ gọi cậu ấy là Okaran. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên, Momo dẫn Okaran về nhà để nhờ bà giúp đỡ. Cậu ấy vừa bước vào cửa thì toàn thân như bốc cháy nóng rực, Momo ngay lập tức thi triển năng lực ném cậu bạn xuống con mương. Cô ngước mặt nhìn lên thấy một tấm bùa, thì ra trước giờ bà vẫn luôn dựng kết giới ngăn ngừa ma quỷ. Okaran nằm co quắp, dáng vẻ khổ sở vô cùng, cứ tưởng chuyến này sẽ phải về chầu ông bà sớm. Đợi đến khi Momo gỡ tấm bùa xuống, cậu ấy mới dám bước qua cổng, quả nhiên lần này đã bình an vô sự. Momo nhìn quả đầu mới cháy xoăn của Okaran cười không ngậm được mồm, biết là cười trên nỗi đau của người khác là không nên, thế nhưng Momo méo tài nào nhịn nổi. Cô ấy dẫn Okaran vào nhà, bà đi vắng, cô bảo cậu bạn lên thẳng tầng 2. Do cần thay đồ, Momo đề nghị đối phương đóng cửa, thế nhưng lời nguyền lại phát tác, Okaran xông vào liền bị cô nàng cho dính lên tường tập 2. Đứng sau cánh cửa, cậu phải lấy hai tay che mặt, Momo vừa dùng siêu năng áp chế vừa thay quần áo. Xong xuôi rồi mới tìm tạm một bộ đồ của mình cho Okaran. Tranh thủ hơn cao thủ, Momo bất ngờ yêu cầu Okaran cho xem chỗ đó, vì Tubo khọm già bảo đã lấy thằng nhỏ của cậu ấy lên, cô cảm thấy tò mò. Lúc này bốn mắt mới nhớ ra điều quan trọng, kéo quần ra xem hoảng hốt hên liền, quả nhiên cái máy bơm đã bị con ma kia đánh cắp. Okaran quay sang đổ lỗi cho Momo vì buông lời thách đấu, cô ấy thì phủi trách nhiệm với lý do bốn mắt lắm mồm, đã bảo không tin có người vũ trụ rồi mà cứ đòi tranh luận tới cùng. Nghe vậy Okaran đành tiết lộ sự thật, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn nên mới một mực bắt chuyện với Momo. Nhưng giờ đây cậu lại thấy Momo sống ở một thế giới khác, người như mình đừng nên bắt chuyện thì hơn. Từ tận đáy lòng cậu xin lỗi vì đã khiến Momo gặp nguy hiểm, sau vụ này cứ kệ tới như xưa. Momo nghe mà váng cái đầu, người đâu khó hiểu bỏ xứ ra, cậu không có bạn là vì luôn tránh xa xã hội. Cô đề nghị Okaran đừng nhắc lại những lời tương tự như vậy nữa,
hãy cứ cùng nhau tám về những điều huyền ý. Ken nghe xong xúc động đậy vô cùng, thế nhưng cậu ta lại đứng dậy và thở ra lời kém duyên cho đỡ ngượng, cặp đôi ngay lập tức cắn nhau như chó với mèo. Bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên một cách kỳ quái, nó khác hẳn tiếng chuông thường ngày mà Momo nghe. Bà vẫn dặn nhà có hai chuông cửa, một cái dành cho người, một cái dành cho ác linh. Momo giật mình nhớ tới lá bùa, hóa ra khi nãy cô quên dán mà mang nó lên phòng. Có thứ gì đó đứng sau cánh cửa, Momo dẫn bốn mắt đi vòng lối sau, mục tiêu của họ là phải dán lại lá bùa lên cổng. Bầu trời bỗng kéo đến mây đen, không gian biến đổi tạo thành một bức tường vây kín cả hai. Momo phát hiện máu cam mình đang chảy, Okaran thì còn tệ hơn, áp lực khiến toàn thân cậu ấy vô cùng đau đớn. Ác linh hiện nguyên hình, nó oán trách cặp đôi không giữ lời hứa rồi bắt đầu tấn công. Dù không hiểu chuyện gì nhưng chẳng có thời gian mà thanh minh, Momo đẩy ngã Okaran tránh đòn. Cả hai nhìn nhau bằng mắt mà tâm tưởng tương thông, không ai bảo ai co giò bỏ chạy. Ác linh khua tay tạo ra một cơn gió cực mạnh đẩy văng họ vào cửa kính. Giống như Tubo bà, con này cũng thích chuối, nó dậm chân xuống đất yêu cầu đưa chuối ra đây. Momo không hiểu con ác linh này kiểu gì, chẳng lẽ Okaran bị đến hai con ám. Nhưng với kiến thức mình có được, Okaran ngay lập tức phản đối, cậu khẳng định đó là quái vật ngoài hành tinh. Nó lần đầu xuất hiện tại Mỹ và từng được nhìn thấy tại tỉnh Yamanashi. Có lẽ ác linh và người ngoài hành tinh có điểm gì đó giống nhau nên chuông cửa mới kêu. Con quái vật nhả ra một luồng khí độc, Momo phải dùng siêu năng chấn áp lời nguyền nên không thể chiến đấu. Họ đang đau đầu suy nghĩ không biết phải làm sao thì Okaran bất ngờ biến đổi, hóa ra do năng lực của Momo đã bị bào mòn, cô ấy cố hết sức thì bốn mắt vẫn còn cánh tay ác linh. Bốn mắt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, cậu đề nghị Momo hãy giải phóng lời nguyền lên toàn cơ thể mình, chỉ giữ cho cái đầu tỉnh táo. Nói thì dễ làm mới khó, vì Momo chưa thành thục việc sử dụng siêu năng. Con quái vật lại dậm chân đòi chuối tạo ra một sóng xung kích hướng tới cả hai, may mắn thay Okaran biến đổi thành công, cậu ôm lấy Momo né đòn trong gang tấc. Đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng tính cách bốn mắt hoàn toàn thay đổi, con người mới này như một bad boy chán nản, cậu ta chào bạn hiền rồi ra nghênh chiến. Con quái vật vỗ tay định nghiền nát đối phương, cơ thể Okaran tự động phản xạ, chỉ trong vài giây đã xin nhẹ kẻ địch năm ngón tay. Vừa mới ngầu lòi chưa nổi phút mốt, bốn mắt bất ngờ thổ huyết, cậu đứng bất động trước đòn tấn công của quái vật ngoài hành tinh. Momo phải tập trung cao độ để kéo cậu bạn ra khỏi cuộc chiến. Cơ thể Okaran không chịu nổi sức mạnh của lời nguyền, toàn thân đau đến run rẩy, cảm giác như từng bộ phận bị xé rời ra. Okaran bất lực hỏi phải làm sao để thắng, Momo chán nản đáp lời, cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai. Nhưng rồi cô nhận ra con quái vật này giống chiến binh sumo, chỉ cần khiến tay nó chạm đất là sẽ giành chiến thắng. Cả hai lên kế hoạch phối hợp với nhau, Okaran sẽ nhắm vào chân, Momo thì dùng siêu năng quật ngã nó. Như một cơn lốc, Okaran lao đến xin đối thủ chiếc giò, Momo không bỏ lỡ thời cơ, một tay áp chế lời nguyền, một tay cô thi triển đòn tấn công. Con quái vật đã ngã đúng như dự định, vậy nhưng nó không hề dừng lại, Momo bất ngờ không kịp phản ứng, cô bị nó ném vào tường rồi đấm như bao cát. Mặc cơ thể sắp nát vụn, Okaran bảo Momo giải phóng lời nguyền cho mình lần nữa, thế nhưng cô ấy nhất quyết không làm theo. Quả quyết sẽ đánh bại cái thằng chơi bẩn này, ai đời là sumo mà chạm tay xuống đất rồi mà không nhận thua. Momo dùng năng lực tạo ra một tấm khiên chắn, cô mặc kệ con quái vật đấm mình lõm sâu vào tường, nhằm mục đích đưa bản thân ra khỏi phạm vi cánh cổng. Kế hoạch thành công mỹ mãn, Momo dùng siêu năng kéo bốn mắt vào lòng, đồng thời điều khiển tấm bùa bay đúng vị trí. Kết giới khôi phục khiến con quái vật dần tan biến, căn nhà trở lại bình thường như chưa có cuộc chiến nào xảy ra. Thế nhưng lúc này Momo cũng hoàn toàn kiệt sức, chưa kịp ăn mừng chiến thắng cô đã lăn ra bất tỉnh. Không còn ai áp chế lời nguyền, toàn thân Okaran bắt đầu biến đổi. Trong lúc Momo sắp bị khọm ra sờ soạng thì một cây đinh phóng đến đẩy mụ ra xa, may mắn thay bà cô ấy đã về nhà kịp lúc. Mang tiếng là bà của Momo nhưng Seiko nhìn vẫn rất trẻ, vác chày sắt trên vai nhìn hừng hực khí thế, bà ấy ra hiệu cho khọm già nhào vô. Vất vưởng bao nhiêu năm Tubo đâu có ngán trường hợp nào, mụ nhỏm dậy tốc biến áp sát đối thủ, nhưng chưa kịp làm gì thì cơ thể đã bốc cháy dữ dội. Seiko khá ấn tượng với tốc độ của kẻ địch, có điều tất cả vẫn nằm trong dự đoán, bà ấy đã khiến con ma rơi vào cái bẫy được giăng sẵn. Tubo bị vòng tròn màu đen bao bọc, bất kể bộ phận nào của cơ thể thò ra ngoài sẽ lại bốc cháy. Đó chính là kết giới do Seiko tạo ra, chiếc chày sắt còn có tác dụng như một cây bút. Bà ấy tự tin bước lại gần kẻ địch, mặt sát mặt nhì không chớp mắt. Khọng ra cây cú buông lời dọa nạt, đừng tưởng có thể giam cầm ta mãi mãi, chỉ cần thoát ra ngoài ta sẽ bóp nát ngươi. Thế nhưng mụ đã hiểu sai ý của vị linh môi sư, Seiko không có ý định giam cầm mà là đập chết, hai tay cầm chày sắt bà ấy vạng liên hồi, Tubo bất lực chịu đòn vì không thể ra ngoài kết giới. Khọng ra cây cú không sao được chỉ đành chửi đồng, mụ vận sức đỡ đòn chí mạng, đồng thời cảnh báo nếu Seiko giết mình thì thằng nhóc bị ám cũng trầu trời theo. Thế nhưng Seiko tỏ vẻ chả quan tâm, bà sẽ xin que tất cả những đứa dám tà lừa cháu gái, con người cũng không ngoại lệ. Trời tối muộn Momo mới tỉnh lại, nhớ tới Okaran liền chạy vội xuống nhà, cô chỉ thấy bà đang nằm ưỡn ẹo hút thuốc lá xem TV. Seiko chất vấn cháu gái về địa điểm tâm linh, Momo đành thú nhận mình không đến nhưng cậu bạn đã vào. Có điều chuyện đó để nói sau, Momo hỏi bà về Okaran, cô lo lắng vì nếu mình không ở bên thì cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ai có ngờ bà ngửa mặt lên phán câu xanh dần, nếu là con ác linh thì ta đập chết rồi. Momo giật nảy người hỏi hình dáng của ác linh, thế nhưng bà lạnh lùng ngồi dậy không đáp,
chẳng phải cháu luôn coi ta là một linh môi sư giỏm hay sao? Hai tay nắm chặt Momo lấy hết dũng khí quỳ xuống cúi đầu thành khẩn xin lỗi, cô thừa nhận bản thân đã sai, mong bà hãy cho mình biết thông tin của cậu bạn. Bà vẫn im lặng, cô liền chạy thẳng ra ngoài tìm kiếm, nếu Okaran có làm sao cháu sẽ giận bà tới lúc già mất trí. Momo tự trách bản thân vì mình mà cậu ấy mới gặp nguy hiểm, mở toang cánh cửa giọng hốt hoảng cô gọi Okaran. May mắn thay cậu ta vẫn sống, nhân răng đang ngồi ăn cơm nắm. Okaran mừng phát khóc vì cứ ngỡ đã làm hại Momo, nhưng cậu chưa kịp bộc bạch nỗi lòng thì cô ấy đã kéo cửa lại, chân đạp lên hồi mồm hát cải lương, cậu đúng là cái đồ đáng ghét chết tiệt. Okaran chẳng hiểu Momo nói thế là ý gì, thôi thì xin lỗi vì vẫn còn sống được chưa. Momo ngồi xuống đầy tâm trạng, chỉ vì lo lắng thái quá lên mới làm ra hành động vừa rồi. Bà đột nhiên cất tiếng khiến cô nàng giật thót, Seiko giải thích để cậu nhóc ở trong đó thì lời nguyền sẽ không phát tác. Lướt qua cháu gái bà không quên hỏi đều, sốt sáng quá nhỉ, cháu bồ kết thằng nhóc này hả? Momo chối đây đẩy rồi kể lại sự tình, Tubo bà đã lấy cái ấy của cậu ta, nếu không cướp lại được thì lời nguyền vẫn ám. Chuyện đến nông nỗi này cũng một phần do cháu, thế nên cháu mới muốn giúp đỡ gì đó thôi. Cô cũng tiết lộ cho bà biết chuyện mình có siêu năng lực sau khi trở về ở địa điểm có UFO. Seiko vốn chả tin có người ngoài hành tinh nên gạt đi ngay, Momo cũng chẳng muốn đôi co thêm nữa, cô nhờ bà chỉ cách để phá giải lời nguyền. Seiko trách cháu gái làm liều để dính vào chuyện phiền phức, ngày xưa khọm già còn được gọi là bà trăm cây, một yêu quái từng làm mưa làm gió trên toàn quốc. Có tin đồn nó vào đường hầm trú ẩn nên Seiko đã đến xem xét, linh khí không mạnh nhưng bà ấy lại chẳng thể tới gần. Seiko dự đoán khọm già đã trở thành địa phược linh, nó liên kết mạnh mẽ với đường hầm và sẽ ở đó mãi. Khi ở trong lãnh địa của mình thì chúng gần như vô địch. Dù một linh mỗi sư giỏi cỡ nào cũng không đấu lại một địa phược linh. Mà trong trường hợp này, Tubo bà đã hợp thể với địa phược linh, bản lĩnh của chúng được nhân lên gấp bội. Seiko cảnh báo Momo đừng có dại mà dính dáng, bà không muốn người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh. Thế nhưng học tập idol Kensan trượng nghĩa, Momo quả quyết mình sẽ giúp Okaran tới cùng. Đất không chịu trời thì trời đành chịu đất, Seiko đành phải ra tay hỗ trợ cháu gái. Bà ấy biết khọm già rất tự tin vào tốc độ của mình, thế nên biết khiêu khích thì mụ sẽ đuổi theo ra ngoài. Địa bàn của địa phược linh khá rộng, nhưng nếu có thể dụ chúng ra trước khi bị bắt, thì hai chứ ba đứa bà cũng cân tất. Momo nghe vậy liền gạt ngay đi, chân cháu thế này thì làm sao mà đua tốc độ, thôi bà cứ dùng kết giới hay bùa chú cho nhanh. Seiko thở dài rồi phán câu bà chịu, sức mạnh ta có được nhờ vay mượn các vị thần đang trú ngụ ở đất này, nếu rời sang đất khác thì coi như phế. Phép vua thua lệ làng, bén bảng sang bên đấy chúng nó và chết ngay. Thế nên cách duy nhất là dụ cho Tubo bà đuổi đến đây, mồi nhử không ai khác chính là thanh niên bốn mắt. Nhìn cậu bạn thư sinh Momo rơi vào tuyệt vọng, cái loại trói gà không chặt thì làm ăn trò chống gì. Seiko liền nghĩ ra một cách khả thi, Momo sẽ áp chế lời nguyền để Okaran mượn sức ác linh, tuy nhiên cậu vẫn phải luyện tập chăm chỉ để nâng cao thể lực. Bản thân Momo cũng không ngoại lệ, muốn giải lời nguyền cô sẽ phải phát triển năng lực siêu nhiên vừa có. Seiko bảo Momo về ngủ sáng mai bắt đầu tập luyện, còn bốn mắt thì phải chống đẩy ngay từ giờ. Okaran dạ vâng vâng, bà đi rồi cậu mới xin lỗi Momo, chỉ vì bản thân yếu kém mà khiến cô gặp nguy hiểm. Cậu nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy, bảo mình sẽ cố gắng không làm Momo thất vọng, thế nên hãy tiếp tục làm bạn với tớ. Momo trấn an bằng giọng điệu sát muối vào tim cậu bạn, tớ có kỳ vọng gì đâu mà thất. Bốn mắt nghe vậy liền tức giận chất vấn, thế sao vừa nãy lại đóng cửa rầm một phát. Momo bối rối nói lảng sang chuyện khác rồi chào tạm biệt, bốn mắt gãi đầu gãi tai gọi cô bạn lại xin miếng nước. Nốc cho lắm để rồi vừa sáng cu cậu đã buồn tẻ, cứ thế này thì Momo phải nhìn cậu ta đi vệ sinh. Cô nhờ bà quân sư thì bà bảo chịu, mà ban đầu sao cháu kiểm soát được lời nguyền. Momo đần mặt một lúc rồi giải thích, cháu nhìn thấy khí quang của Okaran, thế rồi bóp chặt cái khí quang đó khiến nó bé lại. Ai cũng có khí quang, mỗi người một màu sắc khác nhau, cây cối hay sỏi đá cũng không ngoại lệ. Momo có thể nắm lấy và tự do di chuyển khí quang, dù chỉ trong một phạm vi nhỏ. Seiko hể một cái đúng kiểu chán đời thất vọng, ta cứ tưởng siêu năng lực thì phải vạn năng hơn thế. Mặc cho cậu trai sắp vãi đái ra quần, Seiko bảo cháu gái nhắm mắt lại, hãy dựa vào năm giác quan để cảm nhận khí. Lần đầu thực hiện cô nàng thất bại, vừa nhắm chưa đầy 30 giây mà Okaran đã biến đổi gần như hoàn toàn. Lấy lại ý thức cậu ta liền ôm máy bơm vật vã, mồm không ngừng kêu la mình sắp tới giới hạn. Bất chấp lời nguyền cậu lao vào nhà đi vệ sinh, Momo ngay lập tức dùng khí quang ngăn lại, bởi cô cần giữ cho cậu bạn luôn trong tầm mắt. Okaran chuyển hướng tới cái nằm gần nhà kho, cuộc chạy đua chưa bao giờ lại căng đến thế, nó thậm chí còn nguy cấp hơn lúc cậu ở đường hầm. Bốn mắt cảm thấy đây là một điều sỉ nhục đối với bản thân, cậu luôn muốn trải nghiệm điều mới lạ, nhưng dư này thì quá đáng lắm rồi. Vừa đứng người xích cậu trai Seiko vừa suy luận, bà cho rằng năng lực vốn có của Momo rất mạnh, nhưng vì lý do nào đó mà nó bị phong ấn, thế nên Momo cần tập luyện chăm chỉ để khai phá dần dần. Đột nhiên không gian đầy uế khí, Tubo bà đã đích thân chui vào nhà vệ sinh. Seiko cũng bị bà ta làm cho cứng ngắc. Khọm ra tiết lộ mình có thể nguyền rủa bất kỳ ai mà nạn nhân từng gặp, trong đêm nay Momo phải đến đường hầm, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Dù xuất hiện trong thời gian ngắn mà Tubo bà đã khiến cả Okaran lẫn Seiko chảy máu mũi. Seiko nhận ra điều bất thường nên bảo cháu gái kể cho mình nghe chuyện vừa xảy ra. Sau đó bà ấy lấy ra vài bộ đồ chuyên dụng, giống như áo giáp chống đạn, những bộ đồ này chuyên dùng để chiến đấu với ác linh.
đêm nay cặp đôi sẽ có một trận sinh tử. Momo đi được vài bước thì Seiko gọi lại, bà ôm lấy đứa cháu dại dặn dò đừng chết non. Trời không chăng không sao, bốn mắt chở cô bạn bằng con xe đạp chiến ra bắt tàu điện. Cậu có vẻ run nhưng Momo tràn đầy khí thế, phàm những kẻ làm hại tới bà thì nhất định cô sẽ không tha thứ. Chẳng mấy chốc cặp đôi đã đứng trước địa điểm tâm linh với tấm biển cấm vào. Momo ra hiệu bảo Okaran cậu vào trước đi thế nhưng bốn mắt không chịu, để công bằng tốt nhất cứ dàn hàng ngang tiến lên cho tăng thêm sĩ khí. Vừa đi cả hai vừa bô bô cái mồm nói về kế hoạch dụ địch, sĩ khí lên cao Momo bảo hay là đấm luôn, người ngoài hành tinh khổng lồ chúng mình còn thắng, một bà già có xá là chi. Cô nàng vừa dứt lời thì thấy cái đầu trà bá lửa chắn cả miệng hang, thế là ngay lập tức thúc giục Okaran quay lại phương án cũ. Vậy nhưng bọn họ đã bị bao vây, Momo chủ động tấn công trước, hai mắt ác linh nhai mấy cái chày sắt một cách ngon lành. Okaran vội vàng bảo cô bạn giải phóng lời nguyền cho mình, cậu biến hình rồi tiến lên nghênh chiến. Thế nhưng Tubo bà đã có nước đi không ai ngờ đến, bà ta trả lại thằng nhỏ làm lời nguyền biến mất, Okaran trở lại hình dạng bình thường như một miếng mồi ngon. Trong lúc nguy cấp Momo đã nhớ tới bà dặn, cô khiêu khích để khọm già ngừng tấn công, đồng thời thách đấu con ác linh chạy đua tốc độ. Với cái tôi lớn hơn mà tổ, Tubo bà ngay lập tức đồng ý. Momo nhanh chóng phổ biến luật chơi, cô và cậu bạn sẽ có 10 phút để chạy, nếu khọm già bắt được bọn họ thì bà ta thắng. Giấu tay sau lưng Momo ra hiệu cho Okaran chạy trước, khọm già nhìn theo mồm bắt đầu đếm thời gian. Thế nhưng chẳng hiểu 10 phút của mụ ta kiểu gì, cặp đôi còn chưa thoát khỏi cửa hang khọm già đã đếm xong, những cánh tay bất ngờ xuất hiện tóm lấy cơ thể Momo. Không chế được cô ấy, Tubo bà quay sang bốn mắt, dù cậu kiện cáo vì khọm già gian lận nhưng mụ chả quan tâm, sau khi đếm 10 phút nhanh còn hơn đi ăn cắp, khọm già đưa tay bắt lấy Okaran. Bản thân không phụt lên cậu có dũng khí phản kháng, sau khi né đòn liền đòi bú ti bà ta ăn vạ. Do bộ đồ Seiko chuẩn bị nên khọm già mất hết sức mạnh, bất đắc dĩ mụ phải chui vào người Okaran. Tay xé áo mụ lẩm bẩm chửi cái lũ trẻ danh lắm trò, thì ra bọn này có quan hệ với một chú thuật sư nào đó. Thế nhưng vụ đấy tính sau, khọm già tiến lại gần định ăn Momo cho nóng. Mụ đâu biết rằng khả năng của Momo đã lên một tầm cao mới, dù không nhìn thấy nhưng cô ấy cảm nhận được khí quang. Chỉ với cái bóp tay đơn giản đã biến Tubo bà huyền thoại thành chú rùa vô hại. Thoát khỏi khống chế, Momo ngay lập tức nghĩ cách bón hành con ác linh. Đột nhiên trần hang vỡ vụn, địa phực linh xuất hiện đuổi cặp đôi chạy rẽ đất. Hình dáng của nó là một con cua đồng khổng lồ, sức mạnh rất đáng gờm, chỉ tội hơi ngu, Tubo bà phải gào rát họng chỉ điểm cho đồng bọn. Momo bóp chặt cổ mụ ta rồi thúc giục Okaran biến hình, cách thức tuy khác một chút nhưng cậu ấy cũng thành công. Chạy được một đoạn, Okaran bất ngờ gọi Momo chăn ơi, cậu nặng quá mình không bẻ lái được, vừa dứt lời thì húc văng rào chắn rơi tự do. Momo hốt hoảng thúc giục Okaran dùng hết sức xoay sở, anh chàng liền đảo vòng hai chân như một cánh quạt để giảm lực đáp đất. Cả hai vừa ngồi dậy thì con cua lao tới tấn công, Okaran vận sức thêm lần nữa cõng cô bạn bỏ chạy. Người đi đường không nhìn thấy địa phực linh, họ chỉ thấy một chàng trai đang dốc sức cõng bạn gái chơi trò cưỡi ngựa. Con cua đuổi rát quá, Okaran phải chuyển hướng đến nơi chật hẹp, vậy nhưng sức kẻ địch quá mạnh, nó chỉ việc húc đổ tường đuổi theo. May sao khi bị bắt kịp họ đã ở một suối nước nóng, Momo tận dụng địa hình luộc chín đối phương. Các bó cơ co lại khiến chuyển động của con cua chậm hẳn, thân hình nó chuyển màu đỏ làm Momo tự nhiên đói bụng. Okaran nghe vậy cũng cạn lời, cậu thúc giục cô bạn rời khỏi Sono. Ra tới đường lớn, bọn họ bất ngờ bị một đám người đuổi theo, cả hai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, khọm già tự đắc lên mặt giải thích. Gần đây có một nghĩa trang rất lớn, bọn ta đã cho những linh hồn ở đó mượn chút sức mạnh, Sono chính là địa bàn của bọn ta, lũ các ngươi đừng hòng chạy thoát. Chẳng mấy chốc cặp đôi đã bị bao vây tứ phía, Momo bảo Okaran bung hết sức thêm lần nữa. Đằng nào đừng im cũng sẽ đi bán muối, Okaran biến hình lao thẳng xuyên thủng mọi vật cản, Momo dùng năng lực để giúp cậu ấy chuyển hướng, họ như người nhện phiên bản lỗi bay nhảy khắp phố phường. Đang lơ lửng trên không, cơ thể Okaran bỗng trở lại bình thường, Momo dùng siêu năng biến hình hai bàn tay khổng lồ cản gió, bốn mắt gắng sức lần nữa biến hình đôi chân đáp đất. Đến giới hạn cơ thể Okaran như muốn nổ tung, cậu nằm im bất động không thể nào nhúc nhích. Momo thì lỡ buông tay khọm già trong phút chốc, thoát khỏi khống chế bà ta liền hiện hình tấn công. Bà ta vô cùng tức giận vì nãy giờ phải ăn hành ngập răng, sau vài lời chỉ trích đã nhập thể với địa phược linh. Mụ ta cất giọng đầy mỉa mai, sắp ra khỏi Sono rồi chạy đi đám nhóc, thích 10 phút hay 20 phút bà cũng cho. Thế nhưng Momo bảo chỉ cần một giây, cô dùng năng lực bám vào con tàu chạy ngang qua, tự tin với tốc độ của con tàu, Momo ngồi trên nóc lêu lêu đối thủ. Vậy nhưng tới khúc chuyển hướng tàu phải giảm tốc, Tubo bà bật nhảy bám kịp mục tiêu. Bà ta không hề biết đó là điều Momo mong muốn, phía bên kia thành phố Seiko đã chuẩn bị sẵn cơm rượu tiếp đãi ác linh, vừa qua ranh giới hợp thể khọm già và địa phực ngay lập tức nổ tan tành. Kế hoạch vậy là thành công mỹ mãn, Seiko dẫn đội trẻ tới địa điểm tâm linh đặt hoa mặc niệm. Thực chất bà ấy không muốn dùng đến vũ lực, bởi nơi này chứa rất nhiều linh hồn của các cô gái chết oan. Tubo bà trước giờ vẫn xuất hiện theo quy luật, có lẽ bà ta đi khắp nơi để an ủi những cô gái không thể siêu thoát đó. Nhưng người chết không được tấn công người sống và ngược lại, Seiko buộc phải dùng vũ lực để tiễn họ sang bên kia thế giới. Bà nhắc nhở hai đứa cháu phải nhớ nguyên tắc đấy, đừng bao giờ xúc phạm người chết cũng như bước vào lãnh địa của họ mà chưa được phép. Luật lệ của hai bên đều tồn tại, nước sông không đụng nước giếng. Mọi việc coi như đã êm xịt, bà cháu Momo về nhà đặt nồi lẩu hải sản ăn mừng, bốn mắt thì không dám động đũa vì còn ám ảnh bởi con cua.
Seiko đột nhiên tò mò muốn xem thằng nhỏ của Okarun, bà cần kiểm chứng sau khi bị ác linh chiếm giữ nó có thay đổi gì không. Thế nhưng Okarun ôm quần chạy mất dép, cái nhà này điên từ cháu cho tới bà. Lấy xe đạp ra về cậu mới nói lời cảm ơn, Momo theo phép lịch sự chào tạm biệt, hai từ đó bỗng nhiên cứ quanh quẩn trong đầu khiến họ lặp đi lặp lại trong vô thức. Momo bất ngờ gọi Okarun chỉnh sửa, thay vì tạm biệt cô ấy hẹn bốn mắt ngày mai gặp lại. Và đó cũng là những tình tiết cuối cùng của 4 tập phim. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.